Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin gia tộc Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang mạnh cỡ nào, vì sao Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên vẫn bất lực. Nếu nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước pháp quyền thì ông Lê Thanh Hải đã bị khởi tố từ lâu. Trong khi gia tịch ông Lê Thanh Hải, người em trai của ông là Lê Tấn Hùng, tội ít hơn ông Hải rất nhiều và quyền lực cũng rất yếu hơn ông. Ấy vậy mà ông Hùng đã bị bắt gần 2 năm nay rồi. Còn ông Lê Thanh Hải thì vẫn không sao cả. Ông Nguyễn Phú Trọng bắt người tội nhẹ, tránh người có tội nặng thì điều đó đủ để chứng minh công cụ chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên không phải là pháp luật mà là quyền lực. Với quyền lực của đối phương quá lớn, ông không khoan thủng được. Nếu dựa vào các quy định của pháp luật vẫn còn hiệu lực và những tuyên bố giống như tuyên chiến với tham nhũng để chỉnh đốn đảng, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, thì không thể lý giải vì sao những người sai phạm xảy ra tại Thủ Thiêm lâu năm vẫn không làm gì được họ cả, mà trong đó có ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von ông Lê Thanh Hải là bố già, và có nhiều ý kiến cho rằng trong ban ba con cá gộc tại Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Lê Thanh Hải là gộc nhất. Nếu theo thói ngôn ngữ đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Lê Thanh Hải là thanh củi tươi mà lớn nhất. Lê Hoàng Quân với Nguyễn Văn Đua sẽ là người yểm trợ cho Lê Thanh Hải, bởi vì số phận của hai người này đang gắn liền với số phận của Lê Thanh Hải. Đấy là quan hệ công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, điều người ta đáng ngại nhất đối với ông Lê Thanh Hải là gia tộc của ông không chỉ là họ Lê mà còn có cả họ Trương. Gia tộc họ Lê đã làm mưa làm gió ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi, mà còn có gia tộc họ Trương hỗ trợ nữa. Gia tộc họ Trương cũng là một gia tộc nổi tiếng của Việt Nam. Những nhân vật chính trị lớn kết bè kéo cánh với nhau, những gia tộc chính trị lớn kết bè với nhau, đó là lý do tại sao ông Lê Thanh Hải đã tạo thành một ngọn núi mà thế lực đốt lò đến nay vẫn cứ quần thảo, mà chỉ đốt được những thanh củi mọt mà thôi. Và câu hỏi đặt ra là gia tộc họ Trương là ai? Trong họ tên của hai đứa con trai ông Lê Thanh Hải đều có chữ lót là Trương. Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa là hai thái tử đảng nổi tiếng của thành phố lớn nhất đất nước này. Khi nghe đến họ tên, ai cũng đoán rằng họ mẹ của hai đứa con ông Lê Thanh Hải họ Trương. Đúng như vậy, họ Trương là một dòng họ làm chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ của ông Lê Thanh Hải là bà Trương Thị Hiền. Bà Trương Thị Hiền đã từng là hiệu trưởng trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Học hàm học vị của bà là phó giáo sư tiến sĩ. Bà cũng là một chính trị gia. Tuy nhiên, bà bị cái bóng quá lớn của ông chồng che khuất. Chính vì vậy mà ít ai để ý tới bà. Hiệu trưởng một trường chính trị tuy âm thầm nhưng quyền lực cũng rất lớn. Đặc biệt là khi tại chức, bà nhờ quyền uy của chồng nên ai cũng phải nể sợ. Một người phụ nữ đã từng có quyền lực ngầm rất lớn ở thành phố. Và cho đến hôm nay, khi đã nghỉ hưu, thì quyền lực của bà cũng có thể có nhiều thế lực khác ái ngại. Được biết, vào năm 2008, bà Trương Thị Hiền cũng có gặp nhiều tai tiếng trong vai trò chủ mưu việc nâng cấp trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thành học viện cán bộ của Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có tiêu cực xảy ra, nhưng cuối cùng, những bài viết về sai phạm đều bị gỡ bỏ, và từ đó đến nay, gần như không có báo chí nào dám nhắc tên bà Trương Thị Hiền lên mặt báo cả. Việc báo chí im lặng không những do cái bóng của ông chồng đầy quyền lực của bà mà người ta còn e ngại cả thế lực họ Trương nhà bà ta nữa. Đây là hình ảnh bà cựu chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Được biết, ngoài việc bà Hiền có ông chồng là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy mà bà còn có người em ruột cũng đã từng là cựu chủ tịch nước, bà Trương Thị Mỹ Hoa. Nếu nói gia đình họ Lê làm chính trị thì gia đình họ Trương cũng làm chính trị. Với nền chính trị Việt Nam, phụ nữ mà lên đến phó chủ tịch nước là vị trí cao nhất, ngoài vị trí chủ tịch quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở tại Kiên Giang, một mình gia tộc họ Nguyễn của ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng còn chưa làm gì được, thì tại Sài Gòn, sự liên minh liên kết của hai gia tộc chính trị này đã tạo thành chất chân rết rất khó phá. Đó là lý do tại sao cho đến giờ, sau nhiều lần tuyên chiến mà vẫn chưa thể tóm được ông Lê Thanh Hải. Và thế lực khủng của bà Trương Thị Hiền. Bà Trương Thị Hiền có chị hai là Trương Mỹ Lệ, là bí danh là Tư Liêm,
Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư. Em kế của bà Trương Mỹ Lan là cựu phó chủ tịch nước. Em trai bà Hiền là tiến sĩ Trương Minh Nhật, là bí thư danh của ba Vũ, từng làm vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tiếp theo là ông Trương Công Minh, trưởng phòng lao động thương binh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, và em út là ông Trương Nhật Quang, tổng giám đốc công ty Hồng Quang. Ngày nay gia tộc họ Lê Trương không những có mối quan hệ chân rết tại thành phố mà còn ở cả trung ương nữa. Người ta chỉ thấy phần nổi ở trên là Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Hoa là những tên tuổi chính trị Việt Nam ai cũng biết. Nhưng phần chìm thì rất đông, dài từ trung ương đến địa phương. Đây là hình ảnh mặc cho ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò, Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì. Thực chất khi ông Nguyễn Phú Trọng bắt Lê Tấn Hùng là bắt con tép diêu. Lê Tấn Hùng không liên quan đến gia tộc họ Trương, mà chính ông Lê Tấn Hùng cũng chỉ là người có chức vụ rất nhỏ mà thôi. Bản thân ông Lê Thanh Hải vốn là người có quyền lực rất lớn, cũng là mắt xích lớn trong hai gia tộc Lê và Trương. Cách đây 2 năm, có một nhà báo chuyên viết về tình hình nội chính trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã ví việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào gia tộc họ Lê Trương chẳng khác nào mũi đốt inox. Điều đó cho thấy sức mạnh của gia tộc họ Trương mạnh hơn những gì người ta nghĩ. Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói câu báo chí đến giờ vẫn nhắc đi nhắc lại rằng lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng cháy. Tuy nhiên, lò ông Nguyễn Phú Trọng cho đến nay vẫn chưa làm được gì thành củi tươi Lê Thanh Hải cả. Và dư luận cho rằng quan hệ giữa thuộc cấp và thượng cấp như thế nào trong mối quan hệ giằng co này. Phải nói rằng quan hệ với thuộc cấp của ông Lê Thanh Hải hiện nay là mối quan hệ sống còn chứ không phải là tình cảm, là đồng nghiệp hay đồng liêu gì cả. Trước mắt giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vẫn phải kết lại thật chặt. Ông này ngã ngựa thì kéo ông kia vào khám chứ không thể khác. Vấn đề hiện nay là Nguyễn Văn Nên đang dùng những nhân viên điều tra là những người là thuộc hạ cũ của ba ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Trong đó mỗi ông đều vận dụng hết chân rết của mình để ngăn cản cơ quan điều tra. Mọi hành động của Nguyễn Văn Nên đều được ba người Hải, Quân, Đua đồng lòng đối phó. Được biết lúc ông Lê Thanh Hải làm bí thư, ông Lê Hoàng Quân làm chủ tịch, hai ông này không thuận nhau về tính cách. Tuy nhiên trong quyền lợi kinh tế lẫn quyền lợi về chính trị là có quan hệ khăng khít. Nếu ông Lê Thanh Hải mà bị sờ gáy thì ông Lê Hoàng Quân cũng không thể thoát. Đây là hình ảnh ông Trương Tấn Sang, người có mối quan hệ với ông Lê Thanh Hải theo dạng sếp và thuộc cấp. Ở miền Nam có ba thế lực lớn, đó là thế lực Nguyễn Tân Dũng, thế lực Lê Trương và Lê Thanh Hải và thế lực của Trương của ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Được biết nhờ cái bóng của ông Trương Tấn Sang che chở thời làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà ông Lê Thanh Hải mới tiến lên đến chức bí thư Thành ủy và tạo nên thế lực bất khả xâm phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh cho đến hôm nay. Ông Trương Tấn Sang với Lê Thanh Hải có mối quan hệ giữa thuộc hạ và thượng cấp. Thời ông Lê Thanh Hải làm phó chủ tịch thì lúc đó ông Trương Tấn Sang là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Họ có mối quan hệ rất gần gũi với nhau. Và như thế cho thấy đây như một đảng tham ô đốt không xuể. Người ta ví Lê Thanh Hải có thể sánh ngang ngửa với ông Nguyễn Tân Dũng và hơn hẳn ông Bộ trưởng Đinh La Thăng về sai phạm về quyền lực. Cũng đúng thôi, ông Đinh La Thăng là thuộc hạ của Nguyễn Tân Dũng thì sao có thể so sánh bằng Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải xuất thân từ tổ chức thanh niên xung phong. Ông là người võ biển, đảng chỉ đâu đánh đấy, hoàn toàn không làm việc bằng tri thức, cũng chẳng có tâm trạng gì cả. Ông Hải tập hợp quanh mình những thân phận đồng dạng với ông như Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, vân vân, hình thành nên ổ tham nhũng từ thượng tầng lãnh đạo thành phố cho tới các lãnh đạo sở ban ngành. Và có thể nói chưa có bao giờ lực lượng tham ô nhiều như dưới thời ông Lê Thanh Hải cả. Nhiều đó đủ biết chân rết của ông Lê Thanh Hải đông đảo đến cỡ như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể giải quyết xong bài toán Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải khởi đầu con đường hoàn lộ từ quận 5 tới quần tụ người Hoa, nơi điểm ẩn sức mạnh kinh tế ngầm của người Hoa. Người ta cho rằng nơi đó cũng tiềm ẩn thế lực chính trị ngầm từ phương Bắc, từ Trung Nam Hải, từ Bắc Kinh. Có phải sức mạnh kinh tế ngầm và nền kinh tế chính trị ngầm đó đã đưa Lê Thanh Hải, người Việt gốc Hoa, thần tốc lên thành lãnh chúa vùng đất giàu có nhất đất nước,
và nhờ đó ông đã vào được Bộ Chính trị. Với những tên tuổi được liệt kê như sau: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đùa, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Cang, Vũ Hùng Việt, Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, Đào Thị Hương Lan, vân vân, thì người ta có thể nói đó là một băng đảng tham ô chứ không phải là ít. Đấy là chưa nói đến thế lực vợ và thế lực thượng cấp khác nhau. Vì vậy có thể nói vây quanh Lê Thành Hải là thành trì rất khó bị công phá. Và liệu rằng liên minh giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên có làm gì được Lê Thành Hải hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 với bản tin Gia tộc Lê Thành Hải, Trương Tấn Sang mạnh cỡ nào? Vì sao Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên vẫn bất lực? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.